giải nhanh dạng toán Minmax số phức. Let's go. Nhưng mà là phần 2. Phần 2 chúng ta sẽ làm bằng z bằng x cộng y, được chưa? Thì thay vào chúng ta sẽ được là gì? Có phải là x cộng y trừ cho 2 trừ cho 3y sẽ bằng 1 đúng không? Và sẽ tương đương phương trình đường tròn là gì? X trừ 2 tất cả bình cộng y trừ 3 tất cả bình bằng 1 đúng không? Thì phương trình đường tròn này nó sẽ có tân y là 2, 3 và r sẽ bằng 1 đúng không? Tương đương lại phân tích cái p này, thì cái p của mình sau khi thay x với cả y vào sẽ là gì? Là x trừ y cộng 1 cộng y đúng không? Thì nó sẽ bằng là căn của x trừ 1 cộng 1 tất cả bình cộng với cả là trừ y cộng 1 tất cả bình, được chưa? Thì bình thường nhá, bình thường nó hỏi với cả là p bằng trị đối của z thôi ấy, thì max sẽ là oi cộng r đúng không? Nhưng ở đây p của mình nó bằng cái này cơ mà, thì max của mình ấy nó sẽ bằng là hi cộng r. Đấy, nó không xuất phát từ o, nó xuất phát từ h. Đấy, thì h ở đâu? H được chia từ cái này này. H ở đây của mình sẽ là trừ 1 và 1. Thế thì hi bằng gì với h đây? Y đây. Hi có phải là căn của 2 trừ cho trừ 1 tất cả bình cộng với cả là 3 trừ 1 tất cả bình đúng không? Nó sẽ bằng là căn 13. Vậy cái này sẽ là căn 13 cộng 1. Đây là cách làm tự luận. Còn các cách Casio thì các video tiếp theo nha.